Chào các bạn nha, chào mừng các bạn đến với kênh của Vũ Review. Hôm nay thì trên tay mình đây là cái giày ba sọc nha. Một cái sự lựa chọn rất là tối ưu dành cho những bạn học sinh, sinh viên, rồi kể cả dân bóng đá phủi đều rất thích cái đôi giày Vui Cà ba sọc này. Thì hôm nay mình và các bạn sẽ cùng nhau xem những cái gì đã tạo nên cái sự đặc biệt của đôi giày Vui Cà ba sọc này nha. Thì mình cũng đã mang được cái đôi giày này tầm khoảng 2 tháng, và nó cũng bắt đầu có những cái dấu hiệu của sự xuống cấp. Thì mình hay đá sân đất nên là cái độ mòn nó rất là nhiều. Các bạn có thể xem độ mòn này. Đây thì mình đá cũng thời gian rất là lâu. Với lớp đá của mình thì nó rất là hạ dày nha. Mình đá chạy hơi nhiều, với lại hay thay đổi vận tốc. Và số cân nặng mình cũng hơi cao, đến 70 cân, hơn trên 70 cân lận. Nên là cái việc mà tác động lực của giày rất là cao. Thì các bạn sẽ để ý thấy phía này nó đã bị mòn hết rồi. Đấy. Thì với đế như thế này, mình đánh giá rằng nó bám sân. Tuy nhiên nó không được bám sân bằng những cái loại đế khác nha. Giả sử như phía tay này mình, thì đây là cái đế của cái giày Timber 9. Đấy. Thì nó bám rất là tốt. Đấy, nhưng mà nó cứng hơn rất là nhiều. Đấy. Còn đối với giày Vui Cà ba sọc này thì nó mềm hơn. Các bạn mang nó sẽ không bị kích chân. Nó rất là mềm mại, mang rất là êm chân. Ngoài ra cái đế như thế này thì khi các bạn thấy mình đá lâu rồi, đế nó mòn mà các bạn có thể nhìn cái đường chỉ này. Các bạn nhìn cái đường chỉ này, nó vẫn còn rất là mới, nó vẫn còn cứng, rất là chắc. Thì mình đánh giá về cái độ bền của giày này, với cái giá chỉ có hơn 100 ngàn. Như thế này là mình đánh giá là rất cực kỳ tốt nha, cực kỳ tốt, rất là đáng mua nha. Giày mình rất là đáng mua. Còn phía trên của đôi giày, cái phần này, thì nó là một cái lớp da. Đây, phía trên này là một cái lớp da bao phủ toàn bộ đôi giày. Và nó có những cái đường may như thế này. Những cái đường may thế này thì nó cũng giúp cho cái đôi giày nó cứng cáp và nó tăng cái diện cái tiếp xúc. Và khi các bạn đỡ bóng, mà nếu một phần da trơn ấy, mà không có những cái gừ như thế này, thì khi các bạn đụng vào bóng, các bạn tiếp xúc chẳng hạn như là không chứ mình mua quần chân ấy, thì nó sẽ thường xảy ra trường hợp đó là bị trượt bóng hoặc là trơn quá nó bật bóng ra. Còn cái này nó rất là mềm, nó không bị bật bóng ra và nó có đủ cái độ nhốm để mà nó giữ bóng lại. Thì đây là một cái thiết kế rất là hay, tuy nó rẻ nhưng mà rất là hay. Ngoài ra cái đặc điểm mà mình ưa thích nhất ở đôi giày này á, là khi các bạn mang vào á, trong thời gian các bạn sử dụng ấy, các bạn có thể mang chặt một tí. Và khi đá khoảng từ 5 đến 6 trận thì đôi giày bắt đầu nó sẽ giãn nở ra theo cái form chân của các bạn. Đấy. Nó không giống như những cái đôi giày mà nó mắc tiền khác thì nó sẽ giữ form chân rất là cứng. Các bạn phải bắt buộc phải chọn cái giày mà nó đúng form chân của các bạn. Còn với người mình đa số là những bạn mà chân của mình nó thường hay bè, vì vậy thì các bạn nên mua những cái đôi giày mà nó có thể giãn nở ra theo cái phong chân. Đấy. Cái này thì nó giãn nở rất là nhiều so với cái việc là mới mua lúc đầu nha. Đấy. Còn với những cái đôi giày mà nó trên cao cấp hơn một xíu á, thì nó sẽ giữ phong chân ổn định hơn. Đấy. Thì phải lựa chọn đúng giày, còn nếu không thì rất là khó mang. Thì một số bạn là thích cái giày giày mà nó có cổ liền ấy. Tuy nhiên thì với những người mà có phong chân như mình, cái phong chân của mình là nó hơi có bè hai bên và ngoài ra nó còn cao nữa, vừa bè vừa cao, rất khó là băng giày. Thì các bạn nên chọn những cái sản phẩm mà cái cổ này, cổ lưỡi như thế này, đấy, chứ không phải là lưỡi gà, không phải lưỡi liềm. Tuy nó hơi bất tiện thì lâu nó sẽ xịt của một bên, nhưng cái điều đó là nó không quá quan trọng so với cái việc là cái độ thoải mái trong bàn chân. Một điểm mình cần chia sẻ với các bạn là cái điều mình ưa thích nhất ở đôi giày này. Khi các bạn mua những đôi giày mới á, thì mình tin rằng các bạn sẽ gặp một cái trường hợp đó là thường xuyên bị kích chân này, là do cái form giày nó không có hợp với chân mình. Thứ hai á, là các bạn sẽ bị đau cái gốc bàn chân, cái gốc chân. Đấy, thì mình mang đã rất là nhiều giày rồi nên là cái gốc chân này nó bị chai rồi. Tuy nhiên một số cái giày á, khi các bạn mang vào nó vẫn bị cái trường hợp đó. Thì đây là chiếc Tempo 9 này. Đây, thì đây là chiếc Tempo 9. Thì đây là cái phần của Tempo 9. Các bạn thấy đây là một cái lớp da, còn ở đây cái này là một cái lớp vải. Mà khi mà da với vải á, các bạn nghĩ cái nào sẽ mang nó êm hơn? Đấy. Với mình thì mình thấy rằng với những cái giày mà từ khi mình còn học là sinh viên bên thể thao đến giờ á, mà cứ đụng phải cái gốc mà cái gốc da như thế này là mình bị đau cổ chân thôi. Cái này bắt buộc mình phải trải qua cái trường hợp là một mình mang tất giày, hoặc thứ hai á, là mình mang cho đến trường nào mà cái chân của mình á, cái chỗ mà vị trí nó bị cắt á, nó lành và nó cứng đi, nó bị chai sần đi, thì lúc đó nó mới hết đắp thôi. Còn không thì nó cứ đắp thôi, mua về mới đường nào cũng trong chân à. Nhưng đối với các cái giày dày á, mà nó có cái như thế này á, hoặc là lớp vải á,
thì nó chưa bao giờ mình thấy nó tróc cái chân, dù mang chặt vẫn được. Rồi sau thời gian thì chỗ này các bạn nhìn thấy nó sẽ êm này, mang vào rất là êm. Đấy, ok chưa? Vì sau 2 tháng sử dụng mà đá giày này á, thì mình thấy rằng về cái độ mà bảo vệ bằng chân á, do giày nó mềm ấy, nó mềm thế này này, thì khi các bạn đá mà phải cứng chân, phải rất là chắc chân thì nó gọi là nó không bị đau được. Còn nếu mà những cái pha nào mà nó quá rắn á, thì nó không bảo vệ bằng chân quá là nhiều. Vì vậy thì mình đánh giá sản phẩm này, nếu bảo vệ bằng chân á, là 9 điểm. Giày này thì nó cũng cái cổ cũng thấp nên là nó cũng không có bị sương mây gì đâu. Các bạn chỉ cần rất phù hợp để bạn bó keo được. Vì cái độ mà khống chế và kiểm soát bóng á, thì giờ này mình đã đánh giá là 10 trên 10 nha. Ok, không có vấn đề gì bằng cãi. Vì nó mỏng, nó nhẹ, cho nên cái cụm giác chân này nó tốt, thì nó không khác máy khi các bạn ở trên không. Đấy. Và cái chỗ này thì nó cũng hơi bó, chứ nó không bó nhiều. Nó rất phù hợp với những người chân bài. Đấy. Khi các bạn mà mang chân bài thì các bạn nên lựa chọn, chẳng hạn các bạn WK thì các bạn hãy chọn luôn cái giày WK để mà mang, vì nó sẽ na ná giống nhau. Đấy. Còn về xúc và tốc độ thì giày này mình đã giá thành 9 trên 10 nha. Ở phần chạy thì nó không có cái đế, nó không có quá cao so với cái phía trước này, vì vậy các bạn không có cảm giác là các bạn không có nhón người ra trước, nó không có tác dụng đẩy lực khi mà các bạn chạy. Đấy. Ok, thì nhìn chung mình đánh giá sản phẩm này là như trên màn hình nha. Full review, đã sử dụng, mới review.